anh người xưa gặp em là cố vui mừng nước mắt sương sương nhìn em giữa trời đêm trừng chẳng còn ai để anh tin giữa hiện tại và sẽ chẳng còn ai để anh cảm thấy những lời em tan bóng trời anh làm sao có thể thấu về một ngày và sự lừa dối vẫn chìm sâu im lặng không lời đoạn kết của em em với anh những vai anh sẽ như thế phát lý của đời sao thế em
sớm chân chân. Chẳng còn ai để anh tin giữa hiện tại, và sẽ chẳng còn ai để anh cảm thấy những nào. Em tan bóng trời, anh làm sao có thể thấu về một tay. Và sự lừa dối vẫn chìm sâu im ắng không lời. Đoạn kết cuộc đời, em với anh những vai ông sẽ như thế. Phát lý của tôi, sao cái tên bye.
Tăng bóng rồi, anh làm sao có thể phóng
anh người dưới. Gặp em là cố vui mừng, nước mắt rưng rưng nhìn em giữa trời lưng trình. Chẳng còn ai để anh tin giữa hiện tại, và sẽ chẳng còn ai để anh cảm thấy những nào. Em tan bóng trôi, anh làm sao có thể thấu thêm tay. Và sự lừa dối vẫn chìm sâu im mắng không lời. Đoạn kết cuộc đời em với anh, nhưng với anh sẽ như thế. Phát lý của đời sẽ kết thúc. Thank you.
rơi lung linh. Chẳng còn ai để anh tin giữa hiện tại, và sẽ chẳng còn ai để anh cảm thấy những nào. Em tan bóng trôi, anh làm sao có thể thấu thêm hơi? Và sự lừa dối vẫn chìm sâu im lặng không lời. Đoạn kết của em, em với anh những vai anh sẽ như thế. Vật lý của tôi sẽ tiếp tục.
anh người dưới. Gặp em là cố phù mừng, nước mắt rưng rưng nhìn em giữa trời đêm trời. Chẳng còn ai để anh tin giữa hiện tại, và sẽ chẳng còn ai để anh cảm thấy những nào. Em tan bóng trôi, anh làm sao có thể thấu thêm tay. Và sự lừa dối vẫn chỉ sau im lặng không lời. Đoạn kết của em đến với em những vai anh sẽ như thế. Phát lý của em sao cách em.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.